Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Rất vui khi được quay trở lại cùng anh em trong video ngày hôm nay. Và trong video lần này, đồng hồ Minh Triệu sẽ cùng anh em trải nghiệm một chiếc FC. Đây là một chiếc đã qua sử dụng, độ mới cao, không còn bóc của FC đi kèm. Nhưng khi anh em mua sản phẩm tại đồng hồ Minh Triệu, bên mình vẫn cung cấp cho anh em một cái bóc thiết kế bằng gỗ cực kỳ sang trọng anh em ạ. Mình sẽ cùng anh em trải nghiệm nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Chiếc FC mà ngày hôm nay mình chia sẻ với anh em là một sản phẩm dành cho phái đẹp, dành cho chị em phụ nữ. Sở hữu một đường kính kích thước là 33mm, độ dày siêu mỏng. Sử dụng bộ máy automatic của FC nhưng mỏng chỉ như một chiếc đồng hồ pin anh em nhé. Chiếc này cái độ dày nó loanh quanh khoảng độ 7-8mm anh em ạ. Có thể xếp vào dòng slimline cũng được. Và với kích thước này thì sẽ phù với chị em cổ tay từ 15.5 trở xuống, đeo sẽ rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ một mặt dial thiết kế bằng một cái mặt trắng, và đây không phải là mặt trắng thông thường. Đây là một mặt trắng được khảm trai. Anh em thường gọi mặt này là mặt móp đấy ạ. Mình sẽ nghiêng để cho chúng ta nhìn thấy rõ cái độ hoàn thiện của cái chiếc Frederic Constant Geneva này. Khá đẹp. Nổi bật ở bên trong mặt số của chúng ta có lẽ không thể bỏ qua đến những viên kim cương. Chúng ta sẽ có tổng là 8 viên kim cương tương ứng với những cọc số, và chúng ta sẽ có tổng trọng lượng các viên kim cương này là 0,04 carat anh em nhé. Đây là những viên kim cương thiên nhiên được FC tuyển chọn khá là kỹ càng. Và mình sẽ soi lên cận cảnh để cho anh em nhìn thấy rõ cái độ hoàn thiện tuyệt vời và bắt sáng, khả năng ánh kim rất là mạnh của những viên đá quý này ạ. Và những cọc số còn lại là vị trí 3, 6, 9 và 12 của chúng ta được cả FC trang bị bằng cọc số La Mã. Riêng vị trí góc 6 giờ thì được FC lược bỏ bớt đi một cọc số La Mã, và thay vào đó thì hãng đã khéo léo thêm một ô lịch ngày. Và với ô lịch thiết kế tại vị trí này thì giúp anh em quan sát lịch một cách cực kỳ tiện lợi. Chúng ta sẽ có bao xung quanh ô lịch sẽ là một cái khung bằng kim loại rất là chắc chắn. Bên cạnh sẽ là dòng chữ Squidmate, sản phẩm sản xuất tại Thụy Sĩ. Toàn bộ các cái chấu giữ kim cương chúng ta cũng được FC thiết kế bằng thép đặc không gì anh em nhé. Và tương ứng với những cọc số và bộ kim của chúng ta đều được hãng thiết kế bằng thép 316L. Và với chiếc thép 316L thì nó có khả năng bắt sáng cũng như độ cứng rất là tốt. Nằm trong cùng của chúng ta thì được hãng thiết kế bằng những cái vân. Đây là những cái vân tạo hình trái tim. Thực sự là chị em trên tay chiếc FC này nó có gì rất là điệu đà và nữ tính ạ. Bên trong sẽ là dòng chữ Frederic Constant Geneva và Swissmade. Chúng ta sẽ có automatic, sản phẩm sử dụng bộ máy cơ automatic anh em nhé. Bộ kim của chúng ta ngày hôm nay được FC tạo hình đẹp, và hai kim này của chúng ta còn được thiết kế vuốt nhọn, tạo cái sự sắc bén. Và ở cái trục chính của chúng ta thì đã được FC lược bỏ bớt đi một kim dây dài. Và với thiết kế này thì sẽ tạo cho chúng ta cảm giác cái thời gian nó không bị rượt đuổi. Rất là thích hợp cho chị em đeo chiếc FC này vào những dịp nghỉ ngơi cuối tuần cùng gia đình, bạn bè và người thân. Chúng ta sẽ có cảm giác thời gian nó không bị trôi nhanh đi, giúp cho chúng ta có thể tận hưởng trọn vẹn cái niềm vui của bữa tiệc ngày hôm đó. Chúng ta sẽ có mặt kính sử dụng trên chiếc FC này là mặt kính sapphire nguyên khối. Với mặt kính sapphire thì sẽ giúp cho chị em tránh được vết xước khi mà chúng ta va chạm trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Toàn thân của chúng ta là thân thép không gỉ, hai bên hông được tạo hình rất là đẹp. Niềm bezel của chúng ta được hoàn thiện bóng và thiết kế chia tầng. Chúng ta sẽ có một cái đúng điều chỉnh thời gian. Và bên trên núm của chúng ta sẽ có một viên đá ruby màu xanh. Đó, khá là xịn sò. Thực sự là mặt số còn được trang bị kim cương, còn ở phần núm chúng ta còn được gắn một viên ruby rất là đẹp. Và được đánh vát những đường cắt kim cương rất là tuyệt vời. Với thiết kế núm tạo hình cạnh khía răng cưa này sẽ giúp cho chị em có thể lên cót tay, và chúng ta có thể kéo núm ra để điều chỉnh lịch vào giờ rất là tiện lợi. Đi kèm sẽ là bộ dây kim loại thiết kế 3 chỉ, với một chỉ ở giữa của chúng ta được phay xước, và hai chỉ còn lại của chúng ta thiết kế mảnh hơn và được hoàn thiện bóng ạ. Chúng ta sẽ có một cái ổ khóa thiết kế dạng khóa bướm ạ. Với thiết kế khóa này thì giúp cho chúng ta đóng mở rất là dễ dàng, và thực sự là khi mà mình đóng vào nó tạo chúng ta cảm giác sự liền mạch liền khối. Chị em trên tay nó không khác gì một chiếc lắc kê. Và để mở bộ khóa này thì chúng ta chỉ cần xỏ một ngón ở bên dưới và sau đó chúng ta giật ra thì bộ khóa của chúng ta sẽ bung ra. Bên trong khóa chúng ta sẽ có chuyện là stainless steel này, ký hiệu của thép không gỉ, rất là rõ ràng. Mình sẽ cùng anh em trải nghiệm mặt sau đồng hồ ạ. Mặt sau của chúng ta ngày hôm nay được FC thiết kế lộ máy. Bộ máy sử dụng trên chiếc FC này là bộ máy FC306. Bộ máy này được pay trên nền tảng của máy Celita FPK300. Với bộ máy này thì chị em chúng ta sẽ có 25 chân kính, 28.800 dao động và khoảng 42 giờ tích cót cho anh em trải nghiệm. Bộ máy rất là tuyệt vời. Nổi bật ở quả sau, mặt sau chúng ta sẽ có quả vang automatic thiết kế rất là to, hầm hố và được sơn màu vàng vô cùng nổi bật. Bên trên sẽ có dòng chữ là Frederic Constant Geneva này. Chúng ta sẽ có 26-25 review Squidmate. Bộ máy sử dụng lên tới 25 chân kính, sorry anh em, và sản xuất tại Thụy Sĩ anh em nhé. Vị trí được coi mệnh danh là cái trái tim của đồng hồ nằm tại góc 12 giờ, vị trí Balance Wheel. Chúng ta có thể thấy viên đá ruby bắt sáng rất là tốt này. Và tại vị trí này chúng ta sẽ có những cái, đây là những cái vành tóc, và cùng với đó chúng ta sẽ có một cần gạt chỉnh nhanh chậm. Mình sẽ cố gắng soi lên cận cảnh để chúng ta có thể nhìn được rõ hơn. Và sâu bên trong Balance Wheel thì nếu anh em tinh mắt thì chúng ta có thể nhìn được cái mã máy của chiếc này. Máy sử dụng là FPK300 anh em nhé.
chúng ta sẽ có những chân kính màu hồng, là những con ốc nung xanh và những bánh xe màu vàng, bộ máy rất là nhiều màu sắc. Mình sẽ nghiêng để cho anh em thấy rõ được tất cả chi tiết ở bên trong bộ máy này. Đây là nơi dự trữ năng lượng của đồng hồ, hay còn gọi là ổ cót anh em ạ. Chúng ta sẽ có một số thông tin để chữ khác ở mặt sau, như là độ trùng lớp và ATM này, và mặt kính mặt đeo sử dụng là mặt móp anh em nhé. Chúng ta sẽ có Phoenix Constant Geneva rất là tuyệt. Chúng ta sẽ có thêm một cái bộ máy sử dụng là FC306 này, stainless steel là thép không gỉ. Cùng với đó chúng ta sẽ có một cái số serie number. Và với chiếc FC của chúng ta ngày hôm nay thì đang được bán mức giá đi theo khá là cao, mức giá hơn 40 triệu. Và trong video ngày hôm nay, đồng hồ Minh Triệu giao lưu với anh em mức giá cực kỳ tốt, mức giá chỉ 14 triệu 500 nghìn mà thôi. Áp dụng cho anh em ấn đăng ký kênh cũng như theo dõi video này mới được hưởng mức giá này anh em nhé. Và các sản phẩm đồng hồ Minh Triệu bán ra cam kết với anh em hàng chính hãng 100%. Khi anh em mua hàng, bên mình sẽ cung cấp cho anh em một phiếu cam kết bán hàng chính hãng tại đồng hồ Minh Triệu đi kèm. Vì hiện nay thị trường hàng giả, hàng nhái làm tràn lan, làm anh em hoang mang, lo lắng, không biết mua ở đâu, tin tưởng, uy tín, thì anh em hãy đến với đồng hồ Minh Triệu. Anh em sẽ thấy được sự an tâm, hài lòng khi sử dụng đồng hồ. Các sản phẩm bên mình bán ra cam kết chính hãng 100%. Sẵn sàng đi thẩm định của anh em tại bất kỳ trung tâm, cơ sở uy tín về đồng hồ tại Hà Nội nếu anh em có nhu cầu. Bên mình sẽ cấp thêm cho anh em thẻ bảo hành 2 năm để anh em yên tâm sử dụng. Và nếu anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lên tay thử sản phẩm. Nếu anh em ở xa, bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp theo chuyển phát. Tuy nhiên, với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu